Là tất bắt đầu từ là bao giờ chị bị bệnh? Dạ, từ năm 1985 á. 85 tới bây giờ. Là tôi bị bệnh là nó giật hai cái dây cái lưng tôi á. Rồi. Không có ngủ được. Rồi. Mà nằm không có nằm được. Rồi. Mà ngồi cũng không ngồi, mà thở đó, mà thở mạnh một cái là muốn chết vậy đó. Rồi. Nín thở. Biết rồi. Cái xong từ từ nó lên cái mặt. Lên mặt luôn. Lên cái mặt chỗ này, cái tay này bây giờ hiện nay cái tay của tôi nó cũng đang ở trong cái tình trạng tê liệt của cái khu vực này. Đúng rồi. Nó giật mà cái cảm giác á là mình sẽ chết. Nó giật cái cảm giác như vậy đó. Nó giật kinh khủng lắm. Dạ. Cái xong mà là phải đi vào bệnh viện. Rồi bệnh viện nói sao? Cái bệnh viện nói là bị thần kinh, ngay cái thần kinh thôi. Nghẽn thần kinh. Rồi cho uống thuốc. Uống thuốc sau đó về cũng không được, tôi có đi massage làm nhiều cách lắm. Không ăn thua gì nữa. Không ăn thua gì cả, mà cứ uống thuốc. Thì các cái loại thuốc giảm đau của thị trường bán viên á. Có gì là uống hết? Là, dạ, có gì là tôi làm sạch sẽ rồi. Ừ. Dọn sạch hết rồi. Bây giờ nó xuống tim. Hai năm nay nó xuống tim. Rồi. Nó đập, nó giật ở cái vùng tim mình là trời ơi, nói giờ mà tôi còn nổi da gà. Nó giật tim mình. Muốn trời ơi, giả từ thế gian này rồi. Sau khi uống thuốc xong rồi cũng cứ ngồi để mà chờ đợi nó yên lặng lại rồi mình mới có cái tư thế để nằm. Đúng rồi đó, chứ không có dám nhúc nhích, không có dám thoa dầu nóng dầu miết gì hết trơn, nó chọi đó là tình trạng đó. Thì bây giờ nó xuống hai cái giò. À. Cái phần lưng này vô cùng là đau. Đúng rồi, đau lắm, đau chịu không nổi. Mà đi thì hai cái háng này bước chân thấp chân cao. Mà đi phải khom cái lưng xuống. Đó. Mà khom cái lưng xuống thì chóng mặt. Khom xuống, lưng xuống thì lại chóng mặt. Dạ. Và khi nó hết đau chỗ đó rồi nó lên cái đầu này. Đó. Cái phần từ đây mà nó xuống hai cái gân cổ này á. Đau quá trời. Cái điều mà tôi muốn nói là thứ nhất là chị vô bệnh viện là bác sĩ chẩn đoán chính xác là cái gì họ không nói. Dạ, họ nói ban đầu tiên cái lưng này họ nói tôi bị thần kinh liên sườn. Rồi. Đó, uống thuốc thần kinh nó mấy năm trời. Rồi. Sau đây nó là thần liệt thần kinh. Rồi. Đó. Rồi ở cái tim này thì nó nói là tôi bị tổn thương vùng ngực, có hồ sơ là. Rồi thôi, tôi khỏi mất công. Có hồ sơ. Tổn thương vùng ngực. À. Đó, rồi uống thuốc. Mà cứ đeo nặng như uống thuốc thì tìm hiểu. Năm hả? Dạ, 39 năm thầy. Rồi. Từ năm 85 tới giờ. Để sợ mình thấy ghê. Mà hôm nay gặp thầy, cô chỗ trên mạng mừng quá. Mà thấy mấy cái pha thì để chữa cho người ta tôi sợ quá. Rồi làm nghề gì? Chị làm nghề chính nghề gì? Dạ, nghề trước đây là tôi làm video. Cái sau đó tôi chuyển sang bán tạp hóa. Vậy thôi. Chứ không có làm gì nặng hết. Không có làm gì nặng hết. Ok. Cái điều quan trọng á là chị này là mấy ngày nay và nay chị kể là chị nhìn ăn 4 ngày rồi được 4 ngày dạ. Rồi chị trầm đá thì chị có cảm giác rất là dễ chịu khỏe. Thì cho mọi người thấy là cái sai lầm hiện nay của xã hội á là người ta cứ nói là buổi sáng ăn như vua. Nhưng mà thực sự ra là cái ăn như vua đó làm cho bao nhiêu người bị bệnh tật. Nếu mà mọi người đi vô qua Mỹ hoặc là qua Canada, mọi người đi coi đến những cái Costco, có mấy thằng làm việc tổng, thằng nào mấy bập tức là nó bị đề phòng mê hết à, tại vì ta ăn uống nhiều quá. Người ta tưởng rằng đó là cái chuyện nó hay, nhưng mà tất cả là gây bệnh tật hết. Bây giờ không ăn thì lại khỏe, thấy không? Mà sau này chị này sẽ lành bệnh. Bây giờ chị đi thử coi chị đi được làm sao, chị cứ đi, thấy không? Và cái khó chịu nhất là gì, đi để dễ chịu nhất là gì, chị cứ đi thử coi đó. Bước tới đó. Đi rất khó vậy đó hả? Dạ, đi rất khó. À. Mà đi rất là đau. Đi rất đau, rất khó. Mà chóng mặt nữa thầy. Mà chóng mặt nữa, đúng rồi. Đúng. Riêng cái chóng mặt không thì chị không làm cho chị không đi nè. Đúng. Chóng mặt kinh khủng. Chóng mặt cái mắt của tôi nữa hả? Qua mắt hết nè. Nó hoa mắt hết. Rồi, ok. Chóng mặt đi. Rồi. Mọi người biết đó là cái chị này bị cái gì không? Mà từ trước tới nay đáng lý bác sĩ phải khám ra. Nè. Chị này chị bị tổn thương toàn bộ cuộc sống lưng cổ của chị này. Thấy ghê chưa? Mà chính vì cái tổn thương đó, nó chèn những cái thần kinh đó, rồi nó làm cho thứ mặt, rồi nó làm cho tới lưng, rồi nó làm cho tới đủ thứ đó.
Bây giờ là giống như bây giờ cái dây mà nó buộc lại, bây giờ mình tháo dây ra dễ dàng thôi. Cái vụ đèn tiền ngon ha. Ok, đi về. Nó sẽ buộc luôn. Chị đứng nghe vậy nè, đứng nghe vậy đó. Chị cứ bình tĩnh cho tôi. Mọi người sẽ thấy là tôi chỉnh cái cuộc sống nhẹ nhàng thôi chút xíu đó. Khác hết rồi. Mềm. Bây giờ không có thuốc mê hết. Chỉ cần nghe là tôi là nhịn ăn rồi hút không khí rồi chồm đá đàng hoàng. Thấy không? Bệnh phổi thôi. Cái cục rồi đó. Rồi. Để đây. Riêng cái đó không hết bệnh rồi. Ghê chưa? Kinh khủng chưa? Rồi để cho mọi người coi á, là chỉ quát một cái thôi là đã xong hết rồi. Rồi bây giờ là cử động tay chân lại nha. Rồi khi mà giơ tay về được là đi ngon rồi. Giờ đi. Đỡ hơn mấy rồi. Đấy. Đấy. Rồi. Ăn đồ gì chỉ nhẹ nhàng thôi. Tức là thấy bây giờ mặt rồi thấy dễ chịu chưa? Thấy nó thoải mái. Nó hết cái mặt rồi. Đây mình cân lên cái là hết liền. Bây giờ làm cái cho hết bệnh luôn. Nằm xuống. Xuống ống đạn dựng lên ra. Rồi đó. Chứ lên giúp. Chứ lên giúp đó. Rồi. Chị mong lên. Rồi. Súng ống gì trong bơ trong túi lên ra hết nha, đừng để cấm nha. Để cái túi ba gói gì trong kia lấy tiền ra. Đấy. Rồi, xử luôn. Đấy, dấu dấu. Tiền mua đá. Rồi, mềm nhắm mắt lại đi. Ở nhẹ nhàng đừng gồng gì hết đó ha. Nó giống như mà cái hồi xưa giờ mà cái sợi dây nó cột lại á, bây giờ nó tháo vậy rồi, giải phóng hết rồi. Em tuyệt vời. Bóp đi cho đã đi. Mọi người sẽ coi ha, sau khi tôi cân chỉnh lại hết, mọi người hồi trước thì chị không dám đi ha, tôi cho chị chạy mọi người coi. À, thấy vậy chứ. Rồi chưa? Rồi quay mặt qua đây. Đồng nghiêng qua. Trời ơi, nhẹ nhàng, dưới thánh đàn, bên sức lạnh. Chân này dưới thẳng. Đó, vậy đó, ok, mềm người ra. Thấy không? Rồi, thả lỏng ra. Thả lỏng người ra, đó, thả lỏng ra. Đúng rồi, quá tốt. Đó. Rồi quay đi qua đây. Đó. Nguyên thân vẫn còn yên. Vẫn còn. Cái bản thân rồi. Chuôi. Rồi, mềm đứng gồng. Cố gồng tôi bẻ dễ dò. Rồi nằm thẳng ra. Thẳng người ra. Để vậy vậy nha, mềm người ra, cái đồ bắt. Rồi hét lên người ta như cái đồ. Một, bắt. Bây giờ mình liếng cái mình đốt ngọt, không đỡ tay được. Thấy chưa? Rồi, chúng ta lên tiếp, chưa xong. Mình đi về chút, mình
Lên đó được rồi, gọi là giữ vàng rồi thả lỏng người ra, đúng rồi. Làm gì thì là mũi gì đó rồi quay đầu lại cứ bình tĩnh. Bây giờ cái dương nhất lại biết không muốn gọi tâm tinh vậy là quay lại con. Bộ diện khác hết rồi. Bộ diện khác hết rồi. Cho nên đó là những cái gì của ngày xưa thì bây giờ trả lại cho ngày xưa hết rồi. Bây giờ sẽ không còn cái ngày xưa. Thầy trả lại hết. Bây giờ trả lại hết. Hớp vô tại vì cái này á là hồi xưa giờ mấy cái gân rồi nó liệt á, bây giờ cái bấm đau dữ lắm. Ôi da đau quá thầy, đau quá thầy, nó đau lắm. Đau quá nhưng mà chịu được, nó căng nghe được. Không phải, tại vì hồi xưa giờ bị bệnh á, cái là nó bị giống như cái mình giống như cái gì nó bó lại đó, bây giờ là nó rãn ra hết đó. Đó. Chị cứ làm mạnh đi, hớp mạnh quá, cứ hớp khí đi. Cái đó mừng là được thầy. Được. Bây giờ vô rung tại vì là phải như vậy là nó mới nó diêm vậy đó. Không có ngờ người ta không đứng vậy phải không? Dạ. Rồi ngồi bình tĩnh đi. Rồi nói chuyện người xưa chơi. Đấy. Cứ ngồi bình tĩnh, thất là bình tĩnh, trả tiền qua đây đi. Chứ không phải có tiền rồi lấy tiền xong mới chạy bắt nè. Chưa có bao giờ mà lỡ chỗ này chữa bệnh mà kêu bằng chơi tàn nhẫn vậy phải không? Tôi ngờ, tôi ngờ. Mà nhỏ vậy. Đau quá. Rồi nhà ở đâu lên? Ở nhà ở Ba Miền mà thầy. Ông trời. Bắc rồi Vũng Tàu rồi thành phố Hồ Chí Minh. Hội Bắc, rồi Vũng Tàu, rồi thành phố Hồ Chí Minh làm gì đi, đi giữ vậy, đi làm phim hả? Không có, từ Bắc vô Nam, thành phố xong rồi ở Vũng Tàu. Rồi bây giờ đang ở Vũng Tàu? Không, bây giờ thì về thành phố Hồ Chí Minh, ở ngay cầu Sài Gòn nữa thầy. Về cầu Sài Gòn rồi, ok, về tôi yên tâm rồi, giờ chắc chắn là về an toàn rồi. Bây giờ thấy cảm giác trong người sao? Nó rầm rầm trong người, thấy khỏe lắm thầy. Nó giống như là hồi trước là bị trói là bây giờ nó thả lỏng hết rồi ha. Dạ. Thấy khỏe rồi. Khỏe rồi. Rồi bây giờ đi được rồi đó. Bây giờ đi ngon lành, mọi người nhìn đi nha. Thấy không? Đấy. Cười nhẹ hổng liền nha. Rồi đi đi. Hết rồi. Cái chân hết rồi. Hết rồi. 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 Đi nhanh lên nè. Nhưng mà không phải đâu, chạy đi. Cái đó mới ghê, hồi đó giờ bây giờ nghĩ chạy được đâu. Chạy đi. Bây giờ chạy. Rồi chạy nè. Mạnh lên, đừng sợ. Rồi chạy đi, nhanh mạnh lên, đừng ngán vậy đó. Đó. Không, tại còn quen cái thói quen hồi xưa vậy đó. Vì hồi xưa chị này á, khi mà chị đi nhanh cái á, là chị bị giật. Đúng rồi. Hiểu chưa? Nó giật cái người người ta là chị, giật cái là chị mua té liền. Còn bây giờ hết cái cảm giác đó rồi. Cho nên á, bây giờ là giải tỏa rồi. Nó làm hết rồi. Rồi, chạy nhanh lên. Chạy. Tôi chịu trách nhiệm mà. Không ngờ rằng bây giờ anh biết hết rồi. Tại vì mấy cái chúng ta buộc tắt ra mở ra hết rồi.
Mà chị có ngờ rằng là 30 năm chị không dám chạy, bây giờ dám chạy ha? Có chứ, không nghĩ bao giờ chạy được hết. Dạ hả? Nhưng bây giờ chị trở lại bình thường rồi. Dạ, 16 năm về trước thầy hả? Ừ, bây giờ ngon lành nè. Thôi, chúc mừng. Tuyệt vời quá, thầy tuyệt vời. Rồi, được rồi. Thầy có tu về mới có đức phải không thầy? Đó, đó, đó. Lúc mới gặp được thầy đó. Đó, thầy nhiều lắm. Cảm ơn thầy. Cái đó nhiệm vụ thôi, nói vậy thôi. Ok. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.